Nhảy ở đâu Và vậy? nhảy nhảy đâu đấy nữa chỗ đấy Tại mới lại sao chỗ lại là đông nhiều đồ nhảy cái gì này nhảy đi ớt ra nhảy không nhảy nha nhảy đây nha Nhảy ở đây thì ừ nhảy ở đây đi. nhảy Cứ thôi nhảy ở đây nó không ra được. Nhảy đi. đâu từ từ nó đã đến đâu mà nhảy Số 2 đi đâu đấy? qua đây số 2 đi tìm vợ Nhảy. Vợ ở đây đấy. Nhảy đây nhanh chết lắm. Đấy, đã có là hai do thằng tay rồi kìa. À? hai Hai thằng thằng tuổi gì tuổi gì tuổi gì tí bị nó bắn chết mẹ này tuổi gì cũng lác quá rồi ạ. anh mà không cứu em thì còn Cứu ông em thì chết còn ông chết. Đeo có cái súng nào vậy trời? Mày giết tao đi. Nhà cửa cái kiểu. Cái kiểu này thì mày giết tao đi. nhảy xuống phát mất cọc máu Ai được mất máu bây giờ đâu mà biết. Ô, số nhà nó nắm tầng ấy nhỉ? Năm tầng rồi. Ô Tô Khánh đã chết rồi. đông Bố người chưa? Đã bảo không, không thèm nghe. Bắn chè, bắn chết nhau đây. Ra đây cho em xin cái súng nè. À đây có súng rồi. Ngon rồi. Bên này có người nha. Đây. Đang bắn nhau đùng đùng mà. Nhưng mà kệ nó không quan tâm. Nếu hôm nào chơi game gọi nha. Hử? Nếu hôm nào chơi game gọi đi. Em gọi anh cái kiểu gì bây giờ? Điện thoại. Ui, có cả số điện thoại kìa. Có chơi hứa quá. Facebook à? Facebook à? Ừ. Facebook chỉ để công việc Chỉ để thôi, đâu công có việc chơi thôi. đâu. Zalo. Zalo. Zalo cũng được. Có điện thoại là có Zalo không anh? Zalo này. Ui, nó bắn rồi. Bắn chơi mà. Cái ông anh kia vừa vào đã chết rồi. Hình như nhà bên cạnh có người ấy sao nhỉ? Được, kệ mẹ mày. Tao đi việc của tao ạ. Đi được việc đó.
Nhưng mà sao mình lại lên đây? À, đây rồi. Ok kìa. Sao anh lại để nó bắn số 1 đâu? Đây rồi. Ôi ôi ôi. Em chả biết em bắn cái gì. Ôi trời ơi, xong rồi.